Xin chào tất cả mọi người, và lại là mình đây. Mình vẫn là Trần Toàn đây. Và ngày hôm nay cũng sẽ là một video vlog để chia sẻ với mọi người những cái nho nhỏ thôi, những cái tâm sự của mình cái dịp mà cuối năm 2020 này. Chúng ta cũng sắp bước sang năm mới rồi. Thì kênh của mình năm vừa qua cũng đã có những cái tin vui đối với mình. Thì mình xin chia sẻ với mọi người một số cái tâm sự của mình, mà một số thắc mắc của một số người cũng đã thắc mắc với mình. Đây là mình là ai và vì sao mình lại lên đây để chia sẻ với các bạn những cái video chém gió rồi là nói linh tinh lang tang cái vấn đề về kèn harmonica. Thì đầu tiên mình xin chia sẻ với các bạn là mình tên là Trần Toàn, và mình trước đây và bây giờ và sau này nữa, mình vẫn là thành viên của câu lạc bộ harmonica trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, và mình tự hào câu lạc bộ harmonica trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, viết tắt là HAC, thì đã tồn tại được đến nay là 9 năm rồi. 9 năm. Và câu lạc bộ HAC thì cũng đã có những cái thành quả nhất định, đã được lên truyền hình rất là nhiều lần rồi. Rồi là có bài ca truyền thống riêng HACK. Bài ca truyền thống riêng có sự sáng tác và phối khí riêng. Đó, mình chỉ chia sẻ một cái rất là ngắn thế thôi. Và mình là một thành viên cũng khá lâu của câu lạc bộ HAC. Vậy thì mình lấy cái gì để làm căn cứ để chia sẻ với mọi người trong những cái video của mình? Thì mình xin chia sẻ với mọi người là trước đây thì mình cũng chỉ chơi những cái bài mà mình thích thôi. Sau đó thì mình nảy ra cái định là vì sao mà mình không thu âm lại rồi mình quay video lại để up lên cho những anh em ở trong câu lạc bộ của mình này, người ta xem rồi người ta nhận xét, rồi là sau đó thì mình tiến bộ hơn nữa thì để mình up lên cho những anh em mới, người ta nghe, người ta thấy có động lực hơn để luyện tập. Rồi sau đó nữa thì những cái video của mình lại muốn nó chất lượng hơn nữa, thì mình thu âm rồi là mình quay, mình đầu tư hơn một chút. Tất nhiên là nó không phải là một cái gì đó nó quá là chuyên nghiệp, nhưng mình cũng đã có những cái video cover khá là nhiều rồi. Và tính đến nay thì đâu đó vào khoảng gần 50 cái video cover rồi, và cũng khoảng 30-40 cái video mình chém gió với các bạn về harmonica. Thì sau khi mình đã có những cái video cover harmonica rồi ý, thì rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình bằng cách là comment ở dưới những cái video của mình này với những câu hỏi liên quan đến kèn sáo này. Thì để mà trả lời cho các bạn thì một cái câu trả lời bằng cách là comment trong đó nó không thể hết nổi, nên mình mới phải làm ra những cái video chém gió này. Và vì sao mình gọi là chém gió harmonica thì mình đặt tên như vậy cho nó vui thôi, chứ thực ra là tất cả những cái gì chia sẻ của mình cũng đều là theo kinh nghiệm của mình này, rồi là theo kinh nghiệm của những cái người chơi mà mình tham khảo được. Đó, mình luôn luôn chia sẻ các bạn thì mình luôn luôn mình khẳng định là những cái gì mình nói đó chỉ là cái quan điểm riêng của cá nhân mình thôi. Nó không phải là một cái tham chiếu nó quá là gọi là chính xác, hay là không phải là mình bê từ trong sách giáo khoa ra. Đó hoàn toàn là kinh nghiệm của mình. Đó, còn cái nào mà mình bê trong sách ra thì mình sẽ nói với các bạn là mình bê trong sách ra. Ok chưa? Đó là giải đáp cho những bạn còn thắc mắc mình là ai và vì sao mình lại làm ra những cái video chia sẻ với các bạn như này.
Thì đó là câu trả lời cho các bạn. Còn bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cái vấn đề chia sẻ của mình, hoặc là các bạn hỏi về kèn harmonica, thì mình sẵn sàng làm những video để trả lời cho các bạn. Hoặc nếu mà câu trả lời ngắn gọn thì mình có thể trả lời ngay ở trong những cái comment của các bạn, hoặc là mình có thể trả lời qua email, hoặc là các bạn có thể nhắn tin cho mình qua những cái hình thức khác, Facebook chẳng hạn. Đó. Rồi, và ở cuối cái video vlog ngắn ngắn ngày hôm nay, những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay, thì mình sẽ xin cảm ơn đến những người bạn đã gắn kết với kênh của mình và đã tương tác với kênh của mình khá là lâu, và có những cái tương tác, những cái phản hồi mà theo mình là mình phải cảm ơn các bạn. Các bạn cảm ơn mình nhưng mà mình cũng phải cảm ơn ngược lại các bạn, là bởi vì sao? Các bạn cũng đã có sự tương tác với kênh của mình, đặt câu hỏi cho kênh của mình và có những phản hồi tốt để mình có động lực làm những cái video tiếp theo, đúng không ạ? Có nhiều người thì bảo là ông làm những cái video đấy nó có tác dụng gì không? Ông định làm gì ở những cái video này? Thì mình xin chia sẻ thật với các bạn là những cái video của mình ấy, nó chỉ lèo tèo, nhiều thì 1.000 view mà ít thì có vài chục view thôi. Vậy thì mình chẳng có ý đồ gì trong những cái video của mình cả. Mình chia sẻ với các bạn là mình chia sẻ cho những người cần, những người cần. Mình không muốn là câu view hay câu gì cả. Ai cần thì người ấy xem, ai có ý kiến gì thì để lại comment. Đó, mình không câu view, mình không câu like, mình không câu bất kỳ một cái gì cả. Mình làm video cho những người cần, còn những ai không cần thì xin mời là bỏ qua. Thế thôi. Và mình cảm ơn những người bạn đã có những phản hồi lại cho mình. Và thực sự là sau khi đọc những cái comment của các bạn thì mình muốn là mình sẽ làm tốt hơn nữa, mình cũng có động lực hơn nữa để mình làm những cái video chất lượng hơn trong cái năm 2021 này. Năm 2021 tiếp theo đây thì mình sẽ cố gắng làm những cái video nó nối tiếp những cái video mà mình đã sẵn có. Và những cái người bạn đã có những cái phản hồi tốt đối với mình thì mình rất cảm ơn. Trong đó có những bạn, ví dụ như là bạn Trung Lê, thì bạn ấy cũng có những cái phản hồi tốt. Mình đọc sơ qua cho mọi người tham khảo như này. Bạn Trung Lê, bạn ấy comment: xưa thì mình cũng không biết gì gọi là nhạc lý, nốt này nốt kia đâu. Khi cầm kèn thổi cứ như con nít ấy, thổi bừa, nó ra cái gì thì nó ra. Nhưng coi mấy clip của anh này hay quá, bắt đầu mình mua một cây tremolo về chơi, đôi lúc cũng nản lắm, nhưng mình coi clip thì mình lại có động lực. Cái này thì mình rất cảm ơn bạn Trung Lê. Rồi thì bạn Hoàng LH, bạn ý cũng để lại comment mà mình cũng rất là vui. Trong đợt dịch Covid này, do muốn tìm một nhạc cụ để giải trí nên em đã mua một cây tremolo loại giá rẻ cho sinh viên để tập thử trước. Là một người chưa biết gì nên em chọn làm quen bằng táp số thay vì là nhạc lý. Tuy là tập rất khó nhưng xem những video của anh chia sẻ thì em thấy có động lực để tập hơn. Thì mình cũng lại xin cảm ơn bạn Hoàng LH. Đấy. Tiếp theo là bạn Thành Nguyễn. Bạn Thành Nguyễn thì thực ra mình cũng đã nói chuyện với bác Thành Nguyễn rất là nhiều rồi. Thành Nguyễn cũng đã có kết bạn với nhau nhưng mà cũng chưa nhắn nhắn tin, chỉ qua lại ở trên cái thế giới YouTube này thôi. Thì mình đọc một cái comment của bạn ấy như này: qua video em không biết nói gì hơn ngoài chữ cảm ơn. Em cứ nghĩ anh chỉ reply thôi, không ngờ được anh dành thời gian làm video giải đáp luôn. Thì sự thực là
Bạn Thành Nguyễn đã hỏi mình một cái câu hỏi mà theo mình là không làm video thì không thể nào mà nói hết được những cái vấn đề ở trong đó. Mình phải làm video để chia sẻ cho bạn Thành Nguyễn, là một để bạn ấy có thể hiểu rõ ràng hơn. Ngoài ra thì cũng có thể có ích cho những người khác nữa đúng không ạ? Ngoài bạn Thành Nguyễn, biết đâu có những người cũng thắc mắc như vậy, thì các bạn chỉ việc lên YouTube các bạn search là rất có thể sẽ nhận được câu trả lời. Mà một video của mình không những có ích cho một người mà có ích cho nhiều người thì mình rất là vui. Đó đó là những cái một trong số những cái comment mà mình cảm thấy rất là tích cực, và mình phải một lần nữa cảm ơn các bạn đã có sự tương tác với kênh và phản hồi tốt về kênh, rồi là đặt câu hỏi cho kênh. Thì video của mình ngày hôm nay mục đích chính là cũng để cảm ơn các bạn thôi. Và nhân đây mình xin chúc tất cả những bạn đang theo dõi video của mình có một năm mới an khang, thịnh vượng, và chúc bạn cùng với cả gia đình có nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn nữa trong năm mới, năm 2021. Và dành thời gian để xem những video của mình rất cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.